đúng là một quyển sách đáng đọc nhất trên đời các bạn. Đối với một cái người đàn bà mà đi vào bếp ấy, thì cái quyển sách này quý lắm. Và cả những người không vào bếp cũng vậy. Khi có một cái sự am hiểu đến mức độ này thì các bạn mới có quý chuộng được cái ngành thực dưỡng chân chính là cái gen macrobiotic. Không thì các bạn sẽ sa đà vào đối chứng trị liệu. Hãy thấy cái nồi như chính đầu bạn và xem nước như máu của bạn. Đây là thiền sư Đạo Nguyên dạy cho các đầu bếp. Chưa có ai biết về sự chuẩn bị và phục vụ những bữa ăn như một biểu hiện của Phật Pháp. Cũng như không có một vị thầy nào dạy về những chuyện này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thấy cái giá trị của cái ngành thực dưỡng chưa? Mà ở cái chỗ nào? Nó giá trị ở cái chỗ là thấy được cái nguyên lý của trật tự vũ trụ. Khi mà mình quán tưởng và sử dụng các món ăn nấu nướng lên với cái sự am hiểu và trình độ của mình, làm cho người ăn người ta giác ngộ, chứ không phải làm cho người ăn người ta ăn đi bệnh viện. Một quyển sách này rất là đáng đọc các bạn ơi. Các bạn có ngay quyển sách này, hãy liên lạc với chúng tôi. Điện thoại 024 3 853 4225. Nếu là nhà chùa thì được gửi tặng miễn phí. Còn lại với các Phật tử cư sĩ thì giá thành của nó sẽ là 25.000 một quyển. Rất là dày lặn, đầy đủ. Đây là cái giá tượng trưng.